Nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập của thương hiệu Manisa, giảm cực khủng luôn. Đi càng đông thì giảm càng nhiều, mua càng nhiều giảm càng sâu. Đi một người á giảm tới 30%, đi hai người giảm 40%, đi ba người giảm đến tới 50%. Đặc biệt á, với hóa đơn mỹ phẩm mất trên 2,5 triệu thì sẽ được tặng một cái phiếu làm đẹp da trị giá 800.000 đồng. Hóa đơn trên 3,5 triệu sẽ được tặng thêm một chai sữa tắm bọt máy siêu sáng mềm, phun mày chạm hạt xương bay, dáng màu á thời trang sang trọng đẹp tự nhiên, giá từ 900 nay chỉ còn 450.000 đồng. Phun môi tán màu light tớt á, căng bóng mịn đẹp tự nhiên gọn gói này, xử lý môi thâm tạo dáng môi cười, giá từ 1,3 triệu chỉ còn 650.000 đồng. Làm đẹp da nám này, tàn nhang xèo rồ này, da mụn nổi chân lông to này, giá từ 800.000 đồng nay chỉ còn 400.000 đồng. Tạo hình mắt hai mí giá từ 9 triệu nay chỉ còn 4,5 triệu. Nâng mũi siêu tạo hình nanoform giá từ 18 triệu nay chỉ còn 9 triệu đồng. Chưa hết nha, tất cả các dòng sản phẩm Dr. Makeup giảm 20%, giảm sâu giảm mạnh cả cái bộ siêu phẩm hot hit của nhà máy Sa, như là bộ N3 này, bộ B1 này, bộ C1 này, bộ B17 này, bộ S4 này và MS09 nha. Đây là một ưu đãi khủng lớn nhất trong năm, từ ngày 10 tháng 6 đến hết ngày 18 tháng 6 2023. Nên các chị em hãy nhanh chân đến với chi nhánh Manisa gần nhất để làm đẹp thả ga mà hoàn toàn không lo về giá. Hàng hiệu, giá bình dân, Manisa đến là đẹp.